Phương Yên xin kính chào quý khách hàng của TCA chương trình audio. Rất vui khi lại được đồng hành cùng anh chị trong video review sản phẩm. Và ngày hôm nay thì Phương Yên sẽ giới thiệu tới quý các anh chị một loa siêu trầm đến từ nhà Yamaha. Và đây là em nó, loa Yamaha DXS18. Mời quý anh chị cùng Phương Yên đi tìm hiểu nhé. Trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ điểm qua series DXS này một chút. DXS series Powder Subwoofer là dòng sản phẩm loa siêu trầm ra mắt vào tháng 5 năm 2018. Yamaha phát triển dựa trên nhu cầu về nâng cấp hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, bổ sung và tăng cường khả năng tái tạo âm trầm. DXS series ra mắt với tổng cộng là 5 model, bao gồm là DXS18, DXS15, DXS12, DXS15MK2 và DXS12MK2. Trong đó thì phiên bản MK2 đã được hãng nâng cấp lần 1 về công suất âm thanh và chỉ số độ nhạy SPL giúp tái tạo âm thanh dài trầm xuống thấp tới 40Hz. Ngoài ra thì dòng DXS này cũng đã được nâng cấp công nghệ lần 2 với việc bổ sung các cổng kết nối đan T, ký hiệu là DXS XLF đi kèm với hệ thống Yamaha DZR Full Range đó ạ. Ở đây thì Phương Nguyên có model là DXS18. Đây là model có công suất và thiết kế lớn nhất trong DXS series. Ấn tượng đầu tiên về loa đó chính là tính di động nhỏ gọn, thế nhưng chứa sức mạnh tuyệt vời. Thiết kế một hình hộp chữ nhật, DXS có kích thước rộng là 563mm, cao là 683mm và sâu là 721mm với cân nặng là 49,7kg. Đặc biệt là các model DXS MK2 đã giảm tới 3kg cho phiên bản 12 inch và 2kg cho phiên bản 15 inch. Hai ổ cắm cực M20 và ổ kích thước 35mm cho phép thiết lập linh hoạt hơn, trong khi các bánh xe có sẵn giúp cải thiện tính di động của loa kể cả khi sự kiện đang diễn ra mà không lo gây tiếng động mạnh. DXS series được thiết kế thùng loa bandpass. Với dạng thùng loa này vô cùng thích hợp cho những thiết bị loa công cộng, loa ngoài trời hoặc là sử dụng trong hội nghị, sự kiện nhờ độ nhạy loa cao hơn hẳn những loa bass thông thường. Lớp sơn phủ polyurea bền bỉ với khả năng chống hư hỏng cực cao, giúp bảo vệ tủ khỏi chây xước, va đập hoặc là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, duy trì độ bền trong nhiều năm. Mặt trước của loa thì được thiết kế một phần nắp loa có thể tháo rời và lưới bọc loa polyester trilamina với lớp đệm bên trong bảo vệ loa khỏi các tác động và bụi bẩn. Mặt sau của thiết bị chúng ta sẽ có phía trên là jack cắm XLR đầu vào cân bằng. Jack cắm đầu vào cân bằng phía dưới này thì dùng để kết nối loa toàn dài hoặc là các thiết bị DXS series khác. Chẳng hạn là anh chị có thể dùng hai loa DXS18 cùng lúc để bổ trợ cho một chiếc loa toàn dài ở phía trên này. Ở giữa này thì chúng ta sẽ có cần gạt through hoặc là HPF port. Tùy vào mục đích sử dụng và lắp đặt hệ thống mà quý khách có thể gạt cần cho phù hợp. Bên này thì chúng ta sẽ có các núm điều chỉnh đầu ra và các công tắc thiết lập, đèn chỉ báo, một dải tản nhiệt với logo Yamaha in chìm. Phía dưới là cổng nguồn và nốt nguồn, một số thông tin chú ý từ nhà sản xuất. Với những thiết kế tuyệt vời này thì DXS series nói chung và DXS 18 của chúng ta nói riêng sẽ giúp việc di chuyển, lắp đặt, thiết lập hoặc là dỡ bỏ hệ thống của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tiếp đến thì Phương Nguyên sẽ nói về tính năng của DXS series này. DXS 18 thì được trang bị một cổ loa woofer 18 inch với kích thước cuộn voice lớn lên tới 4 inch. Các phiên bản 15 inch và 12 inch thì cuộn voice coil có kích thước là 2,5 inch. Bộ khuếch đại Class D hiệu suất cao của DXS có khả năng tạo công suất lên đến 1020W và SPL tối đa là 136dB, mang lại độ rõ ràng và độ chính xác vượt trội. DXS có đầu vào điện trở cao, độ méo thấp và bộ khuếch đại công suất 1020W để đạt được khả năng tái tạo âm trầm vượt trội. Về khoảng dài tần, DXS 18 đạt mức SPL tốt nhất trong lớp lên đến 136dB và mang lại phản hồi tần số thấp nhất xuống đến 32Hz trong dòng sản phẩm. Với model DXS 15 và 12, SPL lần lượt là 135dB và 134dB. Các tính năng được cải tiến mới bao gồm bộ xử lý DXSUB. Đây là công nghệ DSP cho người dùng kiểm soát hoạt động, thêm giải tần để đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng hoặc là phong cách âm nhạc. Điều khiển DSP hiệu suất cao bảo vệ loa và bộ khuếch đại. Nhờ đó, DXS series có thể được sử dụng mà quý khách không cần lo lắng ngay cả trong điều kiện thiết bị hoạt động liên tục. Ngoài ra thì nhờ bộ xử lý DXSUB mạnh mẽ này cho phép quý khách kiểm soát toàn bộ tần số thấp của mình.
Chúng ta sẽ có nhiều chế độ khác nhau như là chế độ Normal, Boss, Extended LF. Với những chế độ này thì hệ thống toàn giải của quý khách sẽ được xử lý tinh tế và tuyệt vời với sức mạnh cũng như là tính linh hoạt của subwoofer đến từ DXS Series. Chế độ Cardio giúp bổ sung thêm khả năng kiểm soát tần số thấp đa hướng, việc kiểm soát hướng đầu ra. Đối với các thiết lập bao gồm hai hoặc là nhiều loa siêu trầm DXS, việc sử dụng chế độ cardio được nhà Yamaha phát triển và làm giảm hiệu quả áp suất âm thanh phía sân khấu trong khi tăng đầu ra cuối hướng về phía khán giả, dẫn đến môi trường giám sát sân khấu sạch hơn và trải nghiệm âm trầm rõ rệt hơn cho người nghe. DXS Series được sản xuất cho các kỹ sư âm thanh và những người yêu thích âm trầm, những người yêu cầu âm thanh chất lượng cao ổn định nhưng vẫn phải đảm bảo độ nhạy tối đa cho các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc là các sự kiện DJ. Vừa rồi thì Phương Nguyên đã cùng quý khách hàng khám phá những ưu điểm vượt trội của DXS Series nói chung và DXS 18 Subwoofer nói riêng của nhà Yamaha. Mọi thông tin chi tiết về thiết bị, mời quý khách hàng truy cập website chuongchinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Phương Nguyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.